Chào mừng các bạn channel của mình là DJ Võng đây. Thì ở clip này á, mình sẽ làm cho các bạn thấy một vài mẹo nhỏ khi các bạn sử dụng cái chế Pika trong tựa game Legend B nha các bạn. Rồi, thì cái mẹo này mình nghĩ là có thể các bạn có biết rồi, hoặc có thể các bạn có chưa biết thì cùng xem nhé. Rồi, thì đầu tiên á, thì các bạn thấy biết là chế Pika hiện tại là đam đã to hơn chế Mochi rồi nha các bạn. Thấy, mặc dù chế Mochi là màu đỏ đúng không, Legend, chế Pika chế Epic thôi, nhưng mà hiện tại là trái Rare chứ, không Epic nữa, hình như là Rare ấy các bạn. Thì hiện tại là chế Pika đã đam to hơn chế Mochi rồi nhớ bạn. Tại sao đam to hơn, tại sao? Thì các bạn nhớ là cái chiêu C của Mochi không? Hồi đó chiêu C Mochi là đam to nhất đúng không? Tại khi các bạn đấm vào ấy thì C Mochi đam rất là to luôn, như là 40,000+ đấy. Nhưng hiện tại là cái chiêu C của Mochi hiện tại là bây giờ là chỉ còn có 28,000 thôi nha các bạn. Nên lượng đam của chế Mochi bây giờ là thấp rồi đấy. Chỉ có cái chiêu B, mà cái chiêu mà đập xuống các bạn, cái chiêu mà lấy cái bàn tay đập xuống ấy thì được 11,000 ấy, thì to thôi, chứ hiện tại chiêu C đó khá thấp rồi. Rồi nhá, đó cái đầu tiên. Còn cái thứ hai đó chính là chế Pika thì đam vẫn vậy nha các bạn, không có giảm lắm. Nên Pika bây giờ mình thấy khá là hay nữa các bạn, khá là mạnh rồi đó. Mạnh, có thể là mạnh hơn Mochi luôn, và có thể cơ động hơn Mochi nhiều nha các bạn. Đấy, các bạn thấy đây. Bây giờ mình sử dụng thử cho bạn vô boss nha. Thì bạn nào chế Mochi, đang xài chế Mochi sẽ biết nhá. Đây, giờ mình chưởng full vô boss UV nè các bạn thấy chưa. Đấy, là 40 hit nha các bạn, là như là tổng cộng tới 35,000+, mà hồi nãy mình chưởng hụt ấy, như còn có 32 hit thôi. Thì cái chiêu của Mochi này các bạn, ở đâu cái chiêu của Pika này á, đánh vô biển vẫn ngon luôn nha các bạn, vẫn ngon hơn cả Mochi luôn nhá. Các bạn thấy. Đấy, tại vì sao? Thì các bạn xài full chiêu V vô biển là tới 35,000+, còn Mochi các bạn đấm vào vô biển giờ chỉ còn 28,000 thôi. Còn cái chiêu B kia là phải tới sát gần các bạn, sát gần tới vô biển lần. Như vậy. Còn Pika với lại tại sao nữa, Pika là có một cái chiêu C đó bạn, các bạn có thể thấy nha. Đó, chiêu C mặc dù có 9,000 thôi, nhưng mà các bạn thấy chiêu C hồi nhanh lắm luôn á. Đó, thấy chưa? Chiêu C của Pika bây giờ hồi cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bạn thử xì bam hai chiêu này vô vô du biển với lại chiêu V chiêu C đó bạn, xì bam du biển cũng được luôn, đam cực kỳ to nha các bạn. Nên bây giờ mình theo mình nha, theo mình thôi á, là Pika bây giờ là có thể mạnh hơn cả Mochi rồi. Đấy là vậy. Đi cao giờ lên ngon nhớ bạn, mạnh hơn Mochi nhiều. Rồi mình thử sử dụng lại nha, mình thử sử dụng chiêu V vô cho bạn xem nè. Mình chưởng chuẩn nha các bạn, mình phải chưởng chuẩn mới được nha. Đấy, mình mới chưởng được 37 à, mà tổng cộng là tới 40 hit lần nha các bạn. Từ từ, chắc mình chưởng lại ha. Mình chưởng cho chuẩn tí cho bạn thấy. Đam max của Pika bây giờ là 35,000+, Mochi giờ còn 28 à. Mình nhớ không lầm là dãy bạn 28 hay 30 ấy. Nên đam Mochi, C Mochi giờ yếu lắm. Được có thêm cái chiêu mà V các bạn, như chiêu V hay chiêu B gì đó, là đập cái bàn tay xuống được 11,000 các bạn. Tại mình có test rồi, nên mình thấy Mochi không ngon các bạn, nên mình ăn lại Pika ấy. Mặc dù Pika dễ ra hơn nữa. Ủa gì vậy? Ai quăng cái cục gì vô vậy? Trời ơi, quăng cái cục vô rồi. Chưởng hết chúng rồi bạn ơi. Chắc mình kiếm một con quái đó mà gọi là dạng đam thực sự trâu các bạn, phải chọi thực sự trâu để mình chưởng full chiêu vô cho bạn xem được. Đây quái này đi ha. Đấy, quái này trâu hơn nè. Đấy, giờ mình lên được có 34 à. Chung là các bạn phải chưởng chuẩn nha, full như hết ấy, thì các bạn có thể tròn được là 35,000+, full 40 hit. Từ từ chưởng sao chuẩn được ta. Tại có nhiều bạn dướng các bạn. Rồi đó, vậy chưa, Mochi giờ đấm còn 300-350 à, không có to nữa đâu. Chi giờ giảm lắm. Đây, ôi thôi, ôi. Đây thử lại vô bố già nhá mày, không biết có trúng bạn nào nữa hay không, mình phải chưởng chuẩn vô nhá mày. Đấy, đây mình chưởng chuẩn lắm rồi đó, chưởng full hết vô cho bạn xem đó, thấy chưa, 40 hết là 35,400 đam lần. Đấy, một lượng đam khá là to luôn nhá, với chiêu C các bạn có thể xì bam liên tục luôn. Rồi tiếp theo bây giờ qua mẹo nhá. Thì cái mẹo này mình nghĩ là có nhiều bạn biết hoặc có nhiều bạn không biết, đó chính là khi mà các bạn giữ bay ấy, thấy chưa, khi các bạn bay nha, các bạn muốn quẹo ấy, các bạn chỉ cần bóng quy cho mình nhá, thấy chưa. Đó, các bạn muốn quẹo ở đâu các bạn chỉ cần bấm quy thôi là các bạn có thể quẹo được, gọi là bẻ lái được khắp nơi nhé bạn. Đấy, chứ không phải riêng về đường thẳng đâu, các bạn muốn bẻ lái đâu cũng được hết, khá là đã luôn các bạn thấy chưa. Đấy, khá là easy nhá, các bạn chỉ cần bấm quy là được nhá. Đấy, thì các bạn muốn qua đảo này đúng không, các bạn chỉ quy cho mình đó, thấy chưa. Nhưng mà Pika vẫn đi theo cái đường thẳng hồi nãy các bạn, lúc đầu các bạn chọn nhá, thì các bạn cứ quy là có thể bẻ lái và quẹo được sang một cái đảo khác nhá. Rồi tiếp theo, cái mẹ tiếp theo đó chính là gì, chính là cái chiêu ít này nha các bạn. Cái chiêu ít hiện tại là đang không có to nhé các bạn. Chiêu ít này nè, các bạn thấy nha, ánh sáng này nè, đá gương ấy,
Đây mình thử vô bố già cho bạn xem nhé. Nè. Đó. Có 2000 đam thôi nhớ bạn, nhưng mà cái chiêu này là một cái chiêu cực kỳ tiện lợi luôn các bạn, y chang như trái Goro của chú trời đó các bạn. Đây các bạn thấy nha. Mình đứng bên này, mình chỉ qua cái vách đá bên kia nhớ bạn nhìn nè. Đó. Các bạn chỉ đứng im đây cho mình. Chờ thôi các bạn ơi, chờ thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy dịch chuyển qua từ đảo này qua đảo khác cực kỳ dễ luôn. Nói chung là chỉ cần một skill thôi các bạn. Như là tele luôn á các bạn chưa? Cái chiêu này y chang như teleport luôn. Các bạn có thể qua từng đảo khá là dễ dàng luôn nhé. Đấy, và không cần gọi là tốn sức hay cái gì hết. Cái trái này vừa có chiêu bay nhanh mà vừa có thể teleport luôn nhé các bạn. Khá là ngon. Đó các bạn ơi, mình chỉ qua cái từ bên kia nhé. Đó, các bạn càng chờ càng lâu ấy thì cái đường bay đang bay các bạn. Đó, đang bay sắp tới rồi đó. Các bạn cứ đứng chờ đó bạn chưa? Đấy, một phát là các bạn qua đảo khác liền luôn. Đấy. Có khác gì teleport của chú trời Ino đâu. Đó, chắc Goro các bạn. Áo thật sự mà chưa chắc Goro có thể dịch chuyển được full map như vậy nữa vậy chứ. Khá là đã luôn. Đấy, nên mình đánh giá cao trái Pika trong tựa game này lắm các bạn ơi. Nên mình không có ăn Mochi. Mochi giờ giảm đam quá. Đây các bạn thấy nha. Đây mình xài ít qua bển nữa nha. Đó. Các bạn chuẩn nha. Chuẩn là các bạn mới đứng yêu nha. Còn cái đoạn bạn nào mà chuẩn hụt ấy thì cái lái hồi các bạn sẽ rớt giữa biển ấy. Thế các bạn sẽ tele tới giữa biển và tan ấy. Đó là vậy. Và Pika ông này khi các bạn bay nhá, là không vật thể nào có thể cản các bạn được hết trơn cái, bạn thấy chưa? Đó, các bạn bị tông các bạn sẽ dội ra và các bạn vẫn bay tiếp nhé. Bá lắm luôn á, Pika này. Ảo thực sự. Đấy là vậy. Thì đó là những cái mà mình đánh giá cao của Pika hơn Mochi các bạn ơi. Thì đó là ý kiến cá nhân mình thôi nhé. Thì các bạn nào có thể sử dụng hai trái và để lại bình luận riêng của mấy bạn nhé. Đấy. Ui. Đã thực sự. Nhưng mà hiện tại là mình đã ít tiền quá các bạn ơi, mình không có kiếm được trái Dragon luôn á. Thật sự Dragon trong này hiện tại quá khó các bạn ơi. Bạn nào random được Dragon có thể vào cho mình nhé. Đấy, không thể nào ra luôn mày. Mình random mình như đó giờ là trăm mấy game rồi đấy, không ra được trái Dragon luôn. Khó lắm. Đường đua này thì mình hết rồi nè. Không ra được cái gì nữa. Xui quá. Rồi bao. Tại trái Pika cũng ra dễ hơn luôn nha các bạn. Pika như thuộc dạng là Epic hay là Rare gì đó thì tỷ lệ ra rất là dễ luôn, dễ hơn Mochi nữa, nên các bạn có thể sử dụng Pika nhé. Đó thấy chưa, này ánh sáng nè. Đấy, có 5 game và 2 triệu 7 thôi. Còn Mochi tới 5 triệu lần, 5 triệu mấy ấy. Mắc lắm, với 10 game. Đấy, nên các bạn có thể sử dụng Pika gọi là sử dụng Pika dễ hơn nha các bạn. Dễ sử dụng hơn nữa và đi nhanh hơn nữa phải chưa. Có thể đi di chuyển khắp map, di chuyển nhanh hơn Mochi nhiều. Đấy. Mà farm nãy giờ quá trời người farm mà không ra được cái cục ngọc vô biển luôn á. Khó lắm nha các bạn. Cục ngọc vô biển trong này rất là khó. Không đùa đâu. Đó, và Pika có thể được cái gì nữa, nó chính là các bạn có thể né được quái luôn nha các bạn. Quá nhiều điểm ngon. Ôi xong luôn rồi, mình thấy bác sư Trung Hoa rồi đấy. Mình thấy bác sư Trung Hoa rồi. Đó, các bạn có thể né được tất cả quái nữa, nên cũng khá là dễ trong BB. Còn Mochi không được nha các bạn. Mochi như bác vật Haki né. Nếu mà giống trong phim. Đó là vậy. Rồi. Thì đó là những gì mà mình muốn nói cho các bạn về những mẹo của trái Pika trong tựa game Legend B này nhé. Thì các bạn có thể áp dụng vào khi sau khi xem clip này của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, các bạn thấy hay xin một like và subscribe của mình nhé, để mình có động lực những clip hay hơn nữa ha. Video thì bye bye.